Chào các bạn, hôm nay mình xin làm một số các video clip để hướng dẫn cho các bạn cách đọc sơ đồ mạch điện trên xe ô tô. Cái video clip đầu tiên này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải cái bộ cẩm nang sửa chữa của Toyota dòng xe Vios về. Các bạn sẽ tải cái bộ sửa chữa này theo link dưới đây, và đồng thời là phải tải cái phần mềm để hỗ trợ cho trình duyệt Internet Explorer để hiển thị các file PDF ở trong bộ dữ liệu này. Hai cái link này mình sẽ để dưới video clip của mình. Đây là những tài liệu mà một anh ở trên diễn đàn có chia sẻ. Thì sau khi mà tải về và giải nén ra thì các bạn sẽ chạy cái phần mềm này, cài đặt cái phần mềm này, và sau đó mở cái hệ thống này bằng trình duyệt Internet Explorer. Đối với những cái bạn đang sử dụng phiên bản Windows 8 hoặc 10 thì sẽ mở bộ cẩm nang lên sẽ gặp lỗi là không thể vào được các trang sơ đồ mạch điện. Nguyên nhân là do đang sử dụng phiên bản Internet Explorer 11. Và để khắc phục vấn đề này mà không cần phải hạ phiên bản Internet Explorer xuống, thì các bạn sẽ mở cái option của chương trình lên bằng cách nhấn phím F12, sau đó chọn cái tab Emulation, chọn Document Mode là 5, chọn cái phiên bản mình muốn sử dụng đó là phiên bản chính, và không có tắt cái khung này nha các bạn. Thì đây là cái bộ cẩm nang sửa chữa của Toyota. Trong này tôi chứa tất cả các hệ thống điện cũng như là quy trình tháo ráp các bộ phận của trên xe ô tô. Mình các video clip sau mình sẽ dựa trên những cái mục này, những cái sơ đồ chẩn đoán, cái sơ đồ mạch điện này để giải thích các nguyên lý hoạt động của nó, cũng như là sẽ hiểu sâu hơn hệ thống, từ đó có thể đưa ra những cái kết luận chẩn đoán khi mà hệ thống gặp hư hỏng. Nếu mà các bạn thấy cái video clip này hay thì các bạn hãy nhấn cái phím thumbs up, đồng thời là subscribe cái kênh YouTube của mình để có thể nhận những cái video clip mình chia sẻ trong thời gian sắp tới. Còn bạn nào mà muốn đóng góp một số ý kiến cho mình thì xin để lại ở dưới phần comment. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.